để theo dõi trực tiếp một cách miễn phí. Như vậy là trận đấu giữa Hải Đăng và Aaron Cook đã được bắt đầu. Trong game đấu đầu tiên này, Hải Đăng là người giao cầu trước. Hải Đăng là vận động viên mặc trang phục áo sọc trắng đen. Vừa rồi là tình huống cứu cầu rất hay của Hải Đăng. Điểm số đầu tiên cho Hải Đăng ở trong game đấu thứ nhất. Cầu ngoài. Aaron Bicock năm nay mới 18 tuổi và kém Hải Đăng 4 tuổi. Tay vợt trẻ này đang cố gắng để có thể lấy kinh nghiệm từ những giải đấu quốc tế. Ba không dành cho Hải Đăng. Giải cầu lông quốc tế Đà Nẵng năm 2022 được phối hợp tổ chức giữa Liên đoàn cầu lông thế giới, Liên đoàn cầu lông châu Á, Liên đoàn cầu lông Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng, Liên đoàn cầu lông thành phố Đà Nẵng. Và giải đấu này được tài trợ bởi công ty cổ phần tập đoàn Đà Thành. Giải năm nay có sự tham gia của 203 vận động viên, trong đó có 136 vận động viên nam và 67 vận động viên nữ đến từ 15 quốc gia có nền cầu lông phát triển trên thế giới. Các vận động viên sẽ tranh tài ở các nội dung như đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Giải sẽ có tổng giá trị giải thưởng là 5.000 đô la Mỹ. Ở giải đấu này thì Việt Nam sẽ có các tay vợt hàng đầu tham dự như Tiến Minh, Đức Phát, Hải Đăng, Thùy Linh hay Vũ Thị Trang. Đây là giải đấu mà người hâm mộ rất kỳ vọng vào những tay vợt như Thùy Linh hay Tiến Minh có được chức vô địch. Đặc biệt là với Thùy Linh, lúc này thì vận động viên nữ của chúng ta đang có phong độ rất cao. Trở lại với những diễn biến ở game đấu đầu tiên, trận đấu giữa Hải Đăng và Aaron Bicock. Điểm số lúc này vẫn đang có lợi cho Hải Đăng. Đó là tình huống mà Hải Đăng đã chiếm được lợi thế. Aaron Bicock cũng sẵn sàng cho một điểm thua ở tình huống vừa rồi. Điểm số bây giờ đang là 7-3 nghiêng về Hải Đăng. Ở trong ngày ra quân ngày hôm qua thì Hải Đăng đã thất bại trong game đấu đầu tiên trước Ayush, tay vợt người Ấn Độ. Chúng ta xác định đó là tình huống đập cầu ra ngoài. Đúng là như vậy. 8-3 dành cho Hải Đăng. Cách biệt là khá lớn cho tay vợt hạt giống số 5 ở nội dung đơn nam.
không thể có tình huống đưa cầu sang phần sân của đối thủ thành công. Liên tiếp là những tình huống bày cầu của Hải Đăng. Hải Đăng đã có được điểm số thứ 10. Tình huống điều cầu rất hay của Hải Đăng và đã khiến cho Aaron Bicock phải liên tiếp có những tình huống di chuyển. Và điều này khiến cho tay vợt người Malaysia gặp khó. Cách biệt 8 điểm lúc này là lợi thế rất lớn cho Hải Đăng trong game đấu thứ nhất. Vẫn là sự chủ động đến từ tay vợt người Việt Nam. Hải Đăng đối mặt với Aaron Pinkock là một trong những cặp đấu sớm nhất ở ngày thi đấu hôm nay. Các trận đấu trong những ngày đã qua tại giải cầu lông quốc tế Việt Nam International Series được diễn ra từ lúc 9 giờ sáng. Giải sẽ còn 3 ngày tranh tài nữa, ngày mùng 4, mùng 5 và kết thúc ngày mùng 6 tháng 11. Tất cả các diễn biến sẽ được chúng tôi gửi đến cho quý vị trên kênh On Sport News. Chắc chắn là càng ngày cuối, những trận đấu quan trọng sẽ càng thu hút nhiều sự quan tâm của các khán giả. Tuy nhiên đây cũng sẽ là bước đệm để những ai yêu mến môn cầu lông có thể theo dõi các vận động viên mà mình yêu thích. Và đập cầu quá chất lượng của Hải Đăng, 13-4. Cách biệt là khá lớn được tạo ra. Tình huống đập cầu rất mạnh mẽ. Và tấn công của Hải Đăng, nhưng cầu đã không qua lưới. Game đấu đầu tiên này, mọi thứ đang nghiêng về Hải Đăng. Aaron Bicock đang gặp khó, rất khó trước tay vợt hạt giống số 5. Thêm một tình huống đưa cầu không qua lưới của vận động viên Malaysia. Nhiều khả năng Hải Đăng sẽ có được chiến thắng ở trong game đấu đầu tiên này. Cách biệt đã được nới rộng thành 10 điểm. Tình huống cứu cầu rất hay của Hải Đăng. Sau đó là pha tấn công không tốt. Có vẻ như Aaron Bicock đã hơi nóng vội. Vận động viên trẻ tuổi này đã có được lợi thế ở trong những tình huống tấn công liên tiếp của mình. ...16 năm và có lẽ rất khó để Aaron Bicock tạo ra được sự bất ngờ ở trong game đấu thứ nhất. Không qua lưới. Thêm một tình huống xử lý thiếu chính xác của
tay vợt 18 tuổi. Và chính anh cũng không hài lòng với những tình huống quyết định xử lý bóng, xử lý cầu của mình. Service over. 6-17. Vừa rồi là tình huống mà Hải Đăng đã quyết định không đỡ cầu. Đó là quyết định sai. Rất hay. Pha tấn công của Aaron Cook đã thành công. Cơ hội quá thuận lợi để cho tay vợt Malaysia có thể có tình huống đập cầu mạnh mẽ. Cầu ở trong sân 18-7. Và lợi thế quá lớn để cho Hải Đăng có thể giành được chiến thắng ở trong game đấu đầu tiên. Chiến thắng dễ dàng ở trong game đấu thứ nhất và sẽ giúp cho Hải Đăng có được tâm lý thoải mái. Game point dành cho Hải Đăng. Một màn trình diễn không tốt của Aaron Brinkhoff khi anh liên tiếp có những tình huống xử lý sai lầm. Và như vậy là Hải Đăng đã có được điểm số thứ 21. Kết quả cuối cùng trong game đấu này là 21-7. Pha bỏ nhỏ thành công của Binkok. Tình huống điều cầu khá hay. Cầu ở trong sân. Aaron Binkhok ở trong game đấu đầu tiên đã có những tình huống xử lý phán đoán sai. Đa phần là anh chủ động bỏ cầu khi nghĩ rằng đó là tình huống cầu ngoài. Và đương nhiên tay vợt này đã bị mất khá nhiều điểm số. Cú đập cầu tốt. Hai đều. Ta xác định cầu ngoài. Rất đáng tiếc cho Aaron Binkhoff. Nhưng Hải Đăng đã liên tiếp có những tình huống tấn công khiến cho đối thủ phải rất vất vả. Không qua lưới. Mọi thứ diễn ra rất khó khăn cho Aaron Binkhoff. Còn với Hải Đăng thì ngày hôm nay anh đã thi đấu đúng với đẳng cấp của mình. Và đúng với đánh giá của nhiều người.
trước một tay vợt trẻ tuổi hơn. Thì Hải Đăng đã có được một màn trình diễn áp đảo ở trong game đầu tiên. Liên tiếp là những tình huống ăn miếng trả miếng và cứu cầu hay, nhưng sau đó thì Hải Đăng đã không thể có được một tình huống dứt điểm qua lưới. Tình huống đôi cò rất ổn của cả hai vận động viên. Đây có lẽ là pha cầu giằng co nhất từ đầu trận đấu đến giờ. Aaron Cook đã thấm mệt sau khi liên tiếp có những tình huống đôi cò với Hải Đăng. Đây là game đấu mà Aaron Bicot không còn cách nào khác ngoài việc chơi tập trung hơn và phải có những tình huống xử lý tốt hơn. Trước đó thì anh đã để thua tương đối dễ dàng trước Hải Đăng. Quá khó để có thể cứu được cầu ở trong tình huống vừa rồi. Hải Đăng đã được đưa vào thế tấn công. Điểm số 6-3. Tình huống bỏ nhỏ thành công. Aaron Bicot cũng đã cố gắng để có thể bỏ nhỏ ngược lại nhưng không thể thực hiện được bởi cầu không qua lưới. Trọng tài xác định đó là tình huống cầu ra ngoài. Pha giao cầu thiếu chính xác của Aaron. Chín bốn dành cho Hải Đăng. Hải Đăng lại bắt đầu tạo ra cách biệt về điểm số sớm là một trong những điều mà Hải Đăng đã làm ở trong game đấu thứ nhất. Và điều này đã giúp cho anh có được lợi thế để qua đó giành được chiến thắng dễ dàng. Oh.
không qua lưới. Thêm một tình huống xử lý rất thiếu chính xác của Aaron Bicock. Chắc chắn là tay vợt 18 tuổi không hài lòng với những gì mà mình đã làm được ở trong trận đấu này. Với Hải Đăng thì anh đang có cơ hội để giành chiến thắng nhanh chóng chỉ sau 2 game. Khác hẳn so với những diễn biến ở trong ngày hôm qua mà Hải Đăng phải rất vất vả mới có thể chiến thắng được tay vợt người Ấn Độ. Đã hết thời gian nghỉ ngơi giữa game đấu. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng cho Aaron Bicock. Nhưng đó sẽ là cơ hội rất mong manh, bởi lúc này thì anh đang bị dẫn với cách biệt điểm số khá lớn và lợi thế mặt tâm lý thì cũng không có. Cầu ngoài. Điểm số dành cho Aaron Bicock 5-11. Những tình huống tấn công quen thuộc của Hải Đăng. Và đương nhiên là vận động viên trẻ bên phía Malaysia chỉ còn biết cười trừ mà thôi. Rất ít khi thấy Aaron Bicock có được những tình huống cứu cầu cần thiết sau những pha tấn công mạnh mẽ của Hải Đăng. Cầu ngoài. Điểm số tiếp theo cho Aaron 72. Và tấn công hay của Aaron. Điểm số tiếp theo cho tay vợt Malaysia 82. 3 điểm liên tiếp. Mạch ghi điểm liên tiếp đã không còn nữa. Hải Đăng vừa rồi đã có tình huống xử lý khá khôn ngoan. Trong sân. Thêm một tình huống xử lý và phán đoán sai lầm của Aaron Bicock. Cách biệt lại được tạo ra
6 điểm. Cầu ở trong sân. Quyết định chính xác. Cầu qua lưới. 15-9. Đó là sự khác biệt giữa cả hai tay vợt. Đây là game đấu mà Aaron đã có được điểm số tốt hơn so với game đầu tiên. Nhưng điều đó cũng chưa nói lên một kết quả có lợi dành cho tay vợt này. Hải Đăng lúc này đang tiến tới chiến thắng. Rất khó để có thể lật ngược thế cờ trong game đấu thứ hai, cũng giống như những gì mà chúng ta đã theo dõi ở trong game đầu tiên. Đây là trận đấu mà Hải Đăng đã dễ dàng vượt qua tay vợt Malaysia. Và có lẽ chúng ta sẽ chờ đợi trận đấu tiếp theo. Trận đấu của tay vợt khác là Nguyễn Tiến Tuấn. Tiến Tuấn sẽ có trận đấu gặp Liên Quang Tinh, tay vợt người Đài Bắc Trung Hoa và cũng là hạt giống số 4 của giải. Đây sẽ là một trận đấu khó khăn dành cho Tiến Tuấn. Không qua lưới. Một điểm nữa sẽ là match point dành cho Hải Đăng. Cầu trong. Match point cho Hải Đăng. Aaron Binkhok đã liên tiếp có những phán đoán rất sai lầm. Service over. 11-20. Và như vậy là trận đấu giữa Hải Đăng gặp Aaron Binkhok đã khép lại với chiến thắng nghiêng về tay vợt Việt Nam.